Thưa quý vị và các bạn, cách đây 72 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên của Đông Nam Á. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa tổ quốc cũng không khỏi xúc động bồi hồi khi ôn lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và háo hức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử. Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đời đời bất diệt. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ở quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945 không chỉ có ý nghĩa đối với nền độc lập của dân tộc Việt Nam, mà còn là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới. Bản tuyên ngôn độc lập đã đánh dấu mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc, độc lập và tự do, dân chủ cho nhân dân. Mọi người được bình đẳng, bác ái, được sống tự do và tìm được hạnh phúc. Đó là những từ ngữ đẹp với nội hàm chất chứa những nội dung nhân văn lớn và sâu sắc mà hàng triệu triệu người mong đợi. Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam giành độc lập, tự do. Ánh sáng của tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Thưa quý vị, 72 năm trôi qua, tư tưởng nhân văn, tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 trở thành sức mạnh trí tuệ, đến ngay những kẻ thù thực dân xâm lược cũng phải tôn kính, cảm phục. Tranh thủ được sự đồng tình của các tầng lớp dân tộc tôn giáo về với cội nguồn dân tộc, với lẽ sống cao đẹp. Hơn thế nữa, tố chất nhân văn đã giúp Bác tập hợp và lập ra nhà nước gồm những nhà trí thức trên nhiều lĩnh vực của quốc gia lúc bấy giờ. Đây chính là sự tỏa sáng của lòng nhân ái, sự cảm thông sâu sắc, lòng yêu nước, thương dân, niềm khát khao, độc lập, tự do của cả dân tộc. Thưa quý vị, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa để khẳng định rằng vấn đề quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ta quan tâm, coi đó là một chân lý không ai có thể thay đổi được. Những tư tưởng về quyền con người, quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn, có sức sống mạnh mẽ trong thời đại ngày nay. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta trân trọng và phát huy những giá trị của lịch sử để xây dựng và hướng tới tương lai. 72 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập về sự thống nhất biện chứng giữa quyền dân tộc và quyền con người, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên quyết để giữ vững nền độc lập tự do vẫn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Và đến ngày hôm nay, giá trị đó luôn mãi mãi được các thế hệ mai sau trân trọng và quyết tâm giữ gìn. Hình ảnh lễ chào cờ và 10 lời thề danh dự của quân nhân nơi tiền tiêu của Tổ quốc Trường Sa gợi lấy ý nghĩa thiêng liêng về sự toàn vẹn lãnh thổ, để từ đó càng thêm nâng cao ý thức và trách nhiệm chung tay gìn giữ, bảo vệ biển đảo quê hương, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Bravo! Go! Quân đảo đi, chung là cứu quân, bước chân dồn mang trên đường đảo Trường Sa. Hãy mau chiến thắng hoàng.
Việt Nam lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, một hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề, hai, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Xin thề, ba, không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sợ lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề. Bốn, ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Xin thề. Năm, nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước. Sáu, luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia, nếu bị quân bị bắt, dù phải tình tàn độc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội sư sai. Mấy, đoàn kết chặt chẽ với nhau như một thịt, trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí. Xin thề. Tám, ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù, luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô lãng phí. Xin thề. Chín, khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều trên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, và ba điều răn: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân, để gây lòng tin cậy yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Xin thề. Mười, giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin thề. Thưa quý vị, có lẽ không ở đâu trên đất nước này, lễ chào cờ Tổ quốc lại khắc sâu trong lòng chúng ta, lòng biết ơn tổ tiên, tình cảm thiêng liêng đối với Tổ quốc như ở Trường Sa. Đứng trước quốc kỳ trên đảo Trường Sa, trong tâm hồn mỗi người con đất Việt đang có mặt, học tập, sinh sống và làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, chắc hẳn rằng luôn có niềm tự hào trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng hai tiếng Việt Nam.